Đây là hình ảnh ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta hiện ra trên mây. Đây là ông tổ bà tổ chúng ta nè, đây là ông rồng và bà phụng hoàng. Bọn Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều đa số huệ nhãn u mê, ù lì, bê trễ, chỉ sống bề ngoài, thành ra chưa nhận diện được những hình ảnh phép lạ rõ ràng như thế này mà chúng nó đã chối bỏ, khinh bỉ và không, cũng như chưa làm bổn phận của mình là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, và đồng thời nhất là thông báo cho người Việt Nam ở trong nước được biết gấp. Ba nhóm Việt 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 Giang, Việt Cộng và Việt Kiều thật là nhục nhã và phải nói là xấu hổ. Và nếu họ tiếp tục như thế này thì hầu hết họ sẽ bị nhốt chung với nhau sau khi họ nhắm mắt lìa đời. Linh hồn sẽ buồn chán sầu khổ thì ráng chịu. Ta không còn thời giờ để nhắc nhở cho chúng bay nữa. Bọn Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, đa số chúng bay cá mè một lứa. Đây là hình ảnh những anh hùng chiến sĩ Trận Vân hiện ra cảnh báo cho chúng bay được biết là chúng bay mau mắn, ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là phụ giúp ta thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Nhớ như gì nó cảnh báo, đứa nào thờ ơ, vô trách nhiệm, khinh bỉ việc làm này, chẳng những mà không làm bổn phận của mình, phụ giúp ta thông báo hồng ân vĩ đại này cho nhân loại mà lại còn phá phách nữa, thì sau này chúng bay sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sở tăng và linh hồn chúng bay sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm thì ráng chịu. Nhớ như gì đã cảnh báo ngày hôm nay. Hôm nay là 28 tháng 11 năm 2014. Riêng phần đồng bào những ai ước ao được lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức thì đây là cơ hội tốt nhất để làm việc đó bằng cách là phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay. Đây là trang website của chúng ta đây, vào trang website học hỏi gấp, đồng thời phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp.